Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series các bài học về Business and Marketing và chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp. Tên tôi là Phan Anh và tôi rất vui được chia sẻ những cái kinh nghiệm ít ỏi của tôi trong 11 năm đi làm và có rất nhiều những cái kinh nghiệm va chạm với các cái doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cũng làm tư vấn cho rất nhiều các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cá nhân, và dạy đào tạo cho các doanh nghiệp cũng như là cho các cá nhân về lĩnh vực Business and Marketing. Bài học hôm nay, để không mất thời gian của các bạn nữa, thì bài hôm nay tôi sẽ nói về cái hình thức bán hàng không dùng quảng cáo tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đầu tư website và làm SEO cho website. Vậy thì làm website và đầu tư SEO cho website là như thế nào? Có đúng không ạ? Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là tại sao các anh chị cần phải có website. Sau đó thì các anh chị sẽ đầu tư một cái website như thế nào cho nó chuẩn. Và bước thứ ba đấy là tôi sẽ gợi ý một cách nhanh chóng để làm SEO. Đó. Và trên quan điểm là cái series, cái bài học này là hướng dẫn một cách sơ lược. Còn chi tiết đi vào từng cái công cụ thì các bạn vui lòng xem trên một cái series khác. Đúng không ạ? Thí dụ bạn muốn bán hàng trên Facebook thì bạn hãy xem cái series bán hàng trên Facebook, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook của tôi. Có thể lên tới 80-90 video về Facebook. Các bạn muốn làm SEO thì các bạn hãy xem cái video là thợ SEO lành nghề của tôi. Đúng không ạ? Có thể lên tới 30 video và mỗi video hướng dẫn rất là chi tiết trong khoảng 30 phút. Đó, ý tôi là như vậy. Được không ạ? Vâng. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng ứng dụng trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí.
Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Tina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Tina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Tina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Tina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.